Trắc nghiệm tâm lý bó hoa yêu thích tiết lộ điều may mắn nhất cuộc đời này của bạn. Các bước trắc nghiệm tâm lý. Bước 1, nhìn vào bức hình bên dưới. Bước 2, chọn một bức tranh về bó hoa bạn thấy yêu thích ấn tượng nhất. Bước 3, xem kết quả ngay bên dưới. Bức tranh số 1 bó hoa màu vàng. Một thái độ sống tốt. Nếu bạn chọn bức tranh số 1, bạn được trời phú cho một thái độ sống rất tốt, đó là niềm may mắn lớn lao nhất cuộc đời này của bạn. Bạn là người sống khiêm tốn, có trước có sau, không tự phụ. Cả cuộc đời, tuy bạn đạt được nhiều thành tích tốt nhưng trong thâm tâm bạn vẫn cho rằng đó chỉ là do mình gặp may mà thôi. Nhưng trên thực tế, nếu một người không có năng lực thì dù có may mắn đến đâu cũng vô dụng, không phải tự nhiên chỉ dựa vào may mắn mà bạn có thể lập được nhiều thành tựu như vậy. Nhưng bạn luôn cho rằng thành tích của mình là do may mắn, tâm lý này rất tốt, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình có đủ và sẽ không ngừng học hỏi. Thành tích sau này của bạn nhất định sẽ ngày càng lớn hơn. Bức tranh số 2, bó hoa màu hồng nhạt. Sự ủng hộ của cha mẹ. Nếu lựa chọn bức tranh số 2, may mắn nhất trong cuộc đời này của bạn là luôn nhận được sự ủng hộ đến từ cha mẹ mình. Họ là những người yêu thương bạn nhất, mỗi khi bạn quay đầu nhìn lại, họ sẽ chào đón bạn bằng những nụ cười và những cái ôm. Vì vậy bạn đang làm việc chăm chỉ bên ngoài, sẽ không sợ hãi khi gặp bất cứ điều gì, bởi vì bạn biết rằng bạn luôn có chỗ dựa vững chãi khi quay về nhà. Bức tranh số 3, bó hoa màu tím. Có quý nhân đồng hành. Xem trắc nghiệm may mắn nhất cuộc đời, bức tranh số 3 cho thấy may mắn của bạn chính là việc luôn có quý nhân đồng hành suốt cuộc đời này. Đó là một người luôn ở bên cạnh bạn, người này có thể là cộng sự của bạn chứ không nhất thiết phải là bạn đời, quan hệ giữa hai người rất tốt, về cơ bản sẽ không có cãi vã. Đôi bên có sự thấu hiểu và ăn ý, biết mình muốn gì, chỉ cần một bên gặp khó khăn, bên kia sẽ không chút do dự chìa tay ra giúp đỡ. Bức tranh số 4 bó hoa màu xanh. Được làm mọi thứ mình muốn. Bức tranh số 4 cho thấy bạn sống khá thực tế, không muốn làm những việc quá tham vọng nên sẽ luôn chọn những việc khả thi trong tầm với của mình. Nhưng những gì bạn làm không phải là điều mà ai cũng có thể dễ dàng làm được, vì vậy sau khi hoàn thành những việc này, bạn sẽ có cảm giác thành tựu rất lớn, những người xung quanh sẽ vô cùng ngưỡng mộ bạn. Đôi khi bạn cảm thấy mình chỉ đang may mắn mà thôi. Trên thực tế, may mắn chỉ có thể chiếm 3 điểm. Còn 7 điểm vẫn là dựa vào sự chăm chỉ và kiên trì của chính bản thân.